Bóng đá Việt Nam hôm nay ngày 25 tháng 10. Huấn luyện viên Park Hang-seo giúp tuyển Việt Nam thăng hoa, Phúc Sanh Thái Lan quá mạnh. Huấn luyện viên Park giúp bóng đá Việt Nam thăng hoa. Sau khi đội tuyển Việt Nam thăng tiến lên vị trí thứ 97 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 năm 2019, tờ Sport MK của Hàn Quốc cho rằng, thành công này ghi đậm dấu ấn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ Sport MK đánh giá, hiệu ứng Park Hang-seo giúp đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc, vươn lên xếp hạng 97 FIFA. Thứ hạng của đội tuyển Việt Nam liên tục tăng từ khi huấn luyện viên Park nhậm chức năm 2017. Từ khởi đầu là hạng 112 năm 2017, họ kết thúc năm 2018 trong top 100 thế giới trước khi có vị trí thứ 97 vào tháng 10 năm nay. Ông ấy sẽ còn giúp bóng đá Việt Nam thăng hoa hơn trong thời gian tới. Tuyển Phúc San Thái Lan quá mạnh. Huấn luyện viên Miguel Rodrigo của tuyển Phúc San Việt Nam thừa nhận đối thủ Thái Lan quá mạnh trong trận bán kết giải Phúc San Đông Nam Á 2019. Chúc mừng tuyển Thái Lan giành chiến thắng xứng đáng. Họ có những cầu thủ chất lượng. Tôi phải thừa nhận Thái Lan quá mạnh so với Việt Nam. Trước trận đấu, tôi biết tuyển Việt Nam muốn thắng Thái Lan thì không được mắc lỗi trong hai hiệp. Thế nhưng, điều đó không xảy ra, huấn luyện viên Miguel Rodrigo nói sau trận thua 0-2 trước Thái Lan vào chiều hôm nay ngày 25 tháng 10. Indonesia cân nhắc mời huấn luyện viên châu Á dẫn dắt. Trưởng đoàn bóng đá Indonesia Asomaji cho rằng đội tuyển quốc gia nước này nên học hỏi Việt Nam khi lựa chọn huấn luyện viên trưởng. Thay vì những huấn luyện viên châu Âu, Indonesia có lẽ chỉ cần chiêu mộ những huấn luyện viên châu Á, ông Somaji chia sẻ. Tôi lấy ví dụ như ở Đông Nam Á, chúng ta có hai tấm gương sáng Việt Nam và Thái Lan. Cả hai đều đang được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên tài năng. Nihino từng dự World Cup 2018 với Nhật Bản. Park Hang-seo cũng đã có kinh nghiệm khi làm trợ lý ở giải đấu này. Tôi đã đề xuất lên PSSI và sẽ chờ quyết định của họ, trưởng đoàn bóng đá Indonesia đánh giá. Hiện tại, ông Simon Menemi vẫn đang tại vị trên cương vị huấn luyện viên Indonesia. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết Liên đoàn bóng đá Indonesia đang tìm kiếm những cái tên khác thay ông đảm nhiệm chức vụ này. Hà Nội FC sẽ gia hạn hợp đồng với trung vệ Tiến Thành. Ngay sau khi kết thúc V-League 2019, câu lạc bộ Hà Nội ngay lập tức có động thái gia hạn hợp đồng với cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Tiến Thành. Trung vệ Đinh Tiến Thành cho biết, tôi và đội bóng đã được những thỏa thuận sơ bộ. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ tiếp tục ở lại gắn bó với câu lạc bộ Hà Nội trong thời gian tới. Vào cuối tuần này, câu lạc bộ Hà Nội sẽ đón tiếp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận bán kết cúp quốc gia. Trận đấu diễn ra vào lúc 19:00 ngày 27 tháng 10. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á. 20:00 ngày 14 tháng 11. Việt Nam với UE, VTC1, VTC3, VTV5. 19:45 ngày 14 tháng 11. Malaysia với Thái Lan, VTC9. Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Kết quả và lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lượt đi. Thái Lan 0-0 Việt Nam. Indonesia mùng 2 tháng 3 Malaysia. Indonesia 0-3 Thái Lan. Malaysia mùng 1 tháng 2 UE. Việt Nam 1-0 Malaysia. UE 5-0 Indonesia. Indonesia mùng 1 tháng 3 Việt Nam. Thái Lan mùng 2 tháng 1 UE. 20:00 ngày 14 tháng 11. Việt Nam với UE, VTC1, VTC3, VTV5. 19:45 ngày 14 tháng 11. Malaysia với Thái Lan, VTC9. Lượt về. Ngày 19 tháng 11 năm 2019. Việt Nam với Thái Lan, VTC1, VTC3, VTV5. Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Malaysia với Indonesia, VTC1, VTC3. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, UE với Malaysia, VTC1, VTC3. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Thái Lan với Indonesia, VTC1, VTC3. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Malaysia với Việt Nam, VTC1,
VTC3, VTV5. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Indonesia với UE, VTC1, VTC3. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, Việt Nam với Indonesia, VTC1, VTC3, VTV5. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, UE với Thái Lan, VTC1, VTC3. Ngày 9 tháng 6 năm 2020, UE với Việt Nam, VTC1, VTC3, VTV5. Ngày 9 tháng 6 năm 2020, Thái Lan với Malaysia, VTC1, VTC3.